Thưa quý vị, vừa qua ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, tức văn tự khắc trên vách đá hang động được công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng. Bởi đây là di sản đầu tiên của thành phố được công nhận ở tầm khu vực. Vì vậy, thành phố đang tiếp tục hoàn thiện kế hoạch bảo tồn bền vững và phát huy giá trị di sản này. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Di sản tư liệu ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn chứa đựng nhiều giá trị về mặt lịch sử, tôn giáo, địa lý, văn học, ngôn ngữ, nghệ thuật tạo hình, văn hóa và giáo dục. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiến, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố bày tỏ sự phấn khởi và tự hào khi ma nhai Ngũ Hành Sơn trở thành di sản tư liệu mang tầm quốc tế. Đây không chỉ là một cái di sản được vinh danh là vật thể, là phi vật thể, mang tính văn hóa, và đây là mang tính tư liệu, tức là cái công cụ của những người nghiên cứu để mà có thể phát hiện, khám phá và từ đó mà tìm ra được những cái thông điệp của ông cha chúng ta ký thác ở trong các cái nội dung của các ma nhai. Ma nhai Ngũ Hành Sơn được công nhận là di sản ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương là điều vinh dự của thành phố Đà Nẵng cũng như Việt Nam về sản phẩm văn hóa mà ông cha ta để lại, cũng như thể hiện sự giao thoa văn hóa của các nước với Việt Nam, qua đó tạo hiệu ứng tốt cho Đà Nẵng trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc. Công trình và khi được công nhận thì đó là nhiệm vụ trách nhiệm của Sở Văn hóa và Quản lý Nhà nước và chỉ đạo các cái ngành có liên quan, đặc biệt là danh thắng của Ngũ Hành Sơn, ban quản lý di tích phải trân quý và tiếp tục giữ gìn phát huy cái giá trị mà đã được UNESCO công nhận khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thì Sở trên tinh thần đó là vừa quản lý nhà nước vừa có chỉ đạo trực tiếp làm sao chúng ta phát huy cái giá trị tốt nhất trong hiện tại và cả tương lai. Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững. Ngành văn hóa và ngành du lịch đang có kế hoạch thực hiện một chuyên đề nghiên cứu chung về định hướng khai thác di sản gắn với phát triển du lịch. Với việc ma nhai Ngũ Hành Sơn được công nhận là di sản ký ức thế giới, vừa làm tăng giá trị di sản văn hóa tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, vừa là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa của Ngũ Hành Sơn nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung trong thời gian tới. Sở Du lịch sẽ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Bộ Quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn và Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh cái công tác xúc tiến quảng bá, giới thiệu cái di sản này đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời phối hợp với Bộ Quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ tổ chức thu hút và phục vụ tốt du khách đến tìm hiểu, nghiên cứu về cái di sản là ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ma nhai Ngũ Hành Sơn được công nhận là di sản thế giới không chỉ là niềm vinh dự mà còn đặt ra trách nhiệm lớn lao cho thành phố Đà Nẵng làm sao để giữ gìn cũng như phát huy tốt giá trị ma nhai này. Vì vậy, đòi hỏi không chỉ chính quyền thành phố, các sở ban ngành, đơn vị địa phương liên quan, mà rất cần sự chung tay của mỗi người dân, du khách, ý thức hành động để bảo vệ di sản này một cách bền vững.